làm tí Ome rồi game nhá. Tôi thấy có nhiều ông spam Ome lắm. Mà tôi cũng đéo biết tôi lên Ome tôi nói gì bây giờ nữa. Sang Ukraine thăm tình hình chiến sự. Mày qua mà mày thăm. Hello. Hi. Hello. 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 Ghế đẹp đấy. Hả? Ghế ủa, đẹp đấy. Ủa tại sao lại khen ghế trong khi một con người to đùng ngồi đây cơ mà? Không, tớ thấy cậu sáng quá, tớ khen ghế trước để tí nữa khen cậu cho nó. Rồi. Ngồi chầm giờ ở đây không khen khen đi kia cái ghế không hiểu được. Ô nhưng mà view đẹp đấy. Uầy. Nếu bây giờ có gì đẹp nữa thì khen nốt đi để người ta biết. Tại sao tôi ngồi đây tôi cũng xinh cơ mà không khen tôi. Trong khi người ta ngồi như thế này mà không khen xong bây giờ quay qua view đẹp quá. Không hiểu được. Đúng là ế cả đời y hệt các ông. Hello em. Chị sinh năm bao nhiêu? Để em đoán xem chị sinh năm bao nhiêu. Nhìn em giống ở phố thế em có biết đua xe không? Em á. Em có biết đua xe không? Em tạm tạm. Công việc chủ yếu em không phải đua xe, em bán bot. Em tạm tạm là như thế nào? Chị thì ngày nào chị cũng ra đường chị bốc đầu với anh em cả. Ê nha. Nói thật đi, tạm tạm là như thế nào? Nhưng mà nãy em đoán chị sinh năm bao nhiêu chị không nghe ta kịp ấy. 206, chị 206 hay em bao nhiêu? 205, 206. Em 205, 206 hay là sao? Không, em có 209 thôi. Em 209 thôi. Thế là em đoán chị 206 á. Không, chị không phải 206, đứng lại đi. Không, 204 thì hơi lớn. Tầm giữa, đoán được không? 205 á. 209 là bao nhiêu ta? 209 là đang học lớp mấy nhờ? Ê, thế em có người yêu chưa? Nhưng mà em ở đâu đấy? Em ở Phú Thọ. Phú Thọ á? Thế bao giờ em rảnh thì hai chị em mình đi đua ha. Em biết đua xe mà ha. Chị á, chị trong chị Sài Gòn là. Nhưng mà bây giờ mà em rảnh thì đi đua. Chị hay kiểu em biết bốc đầu không? Chị hai kiểu bốc đầu lên xong chị lạng như thế này nè, em biết không? Chán được á. Đúng rồi, chán được ấy. Chán khó. Thế sao chị làm được và em không làm được? Bao giờ em vào đây chị dạy em bốc đầu nha. Em chưa biết bao giờ em mới vào là cái gì. Thế đã biết hút thuốc chưa? 209 biết hút thuốc chưa? Không biết gì luôn, mặt như này mà chả hút thuốc, chả gì luôn. Em á? Ừ. Em có cái gì cơ? Có hút thuốc. Em ơi, hút thuốc. Thôi. Mà em hút thuốc đấy, em hút thuốc cái gì? Em hút thuốc có tẩm cái gì trong đó không? Có tẩm cái gì là lạ trong đấy không? Mà sao có vẻ hơi nghèo đấy. Là bot mà. Bot, hút bot ra. Hút ít thôi nha, bọn mấy cái đó có hại cho sức khỏe đấy. Mà cũng đua xe ít thôi. Em có đi được mấy lớp mà đến em nhà. Bỏ mấy cái đó đi nha, lo học đi lớp 7 rồi đấy. Nhưng mà làm với chị đi đây, bye bye em. Bye bye. Hôm nào gặp vào đua nha, bye bye. Trời, má nó 2k9 nó biết hút bot.
Tại sao tại sao kiểu mà con nít bây giờ nó được hút bót ta? Tôi nghĩ ví dụ cầm tập cấp 3 hút là cũng không, cấp 3 ví dụ tầm 11, 12 hút tôi nghĩ là chắc không sao đâu, nhưng mà lớp 6, lớp 7 hút như này là tôi thấy hơi, thấy người ta chưa, 2 cái 9 biết hút thuốc, mẹ hút bót, mẹ mày có người yêu bắt đầu, các ông có cái gì hả, các ông có cái gì? Nhưng mà nói gì nói chứ 17, có thể là 16 tuổi nó vẫn còn ok đi, nhưng mà dưới 16 tuổi mà cho hút mấy cái đó hoặc là cho này cái kia là tôi thấy không có được. Không được đâu nhá, ai đây mà dưới 16 tuổi mà có ý định mà hút bót thì bỏ cái suy nghĩ đó đi. Rồi bao giờ 17, 18 mà hút thì hút, không làm gì thì làm, đừng có hút thuốc lá này, này kia là được. Hello. Hello chị. Sao bất ngờ thế? Tôi kiểu mới gặp mà o bất ngờ thế. À, em bất ngờ cái ghế sau lưng chị cơ, với cả đánh chị nữa cơ. Sao vậy? Ai làm cái gì mà bất ngờ? Em tính mua cái ghế đó nhưng mà chưa tìm được link, uy tín. Thế tại sao cái quan trọng đầu tiên em nhìn là ghế, mà trong khi một người tuyệt đẹp dễ thương như thế này mà em không quan tâm? Ghế em đây chị. Là bây giờ thích cái ghế hơn đúng không? Ở nhưng mà tắt cái quạt đi. Tao cứ cái tông em. Chị đang xài xài PC đúng không chị? Chị đang dùng PC chơi game. Sao vậy? Thôi em xin cái cấu hình đi chị. Chị cũng không biết cấu hình nữa, nhưng mà cái này chị mua lại của bạn hình như tầm 1-2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu hay sao ấy. PC 1-2 triệu, 3 triệu. Chị mua lại của bạn thôi mà. Cái vỏ hình như cái cây hình như là 200.000 mua lại. Xong rồi mấy cái này cái kia nói chung là đồ cũ hết rồi, chị mua lại của bạn thôi. Đâu cho em xin. À xem đi. Chị đang quay bằng webcam đúng không? Đúng rồi, không, chị đang điện thoại mà. Bằng điện thoại. Ừ chị cầm cái điện thoại chị quay xem cái máy Nhưng chị. mà điện thoại của chị nó gắn ở trên cái này rồi, chị không lấy ra được. Nhưng mà bây giờ em mấy tuổi mà bây giờ em đã rồi build PC rồi. Em ơi, dùng MacBook cơ á. Hả? Cái đó là cái MacBook đúng không? Hay cái gì đây? Phải cái MacBook ở cái iPad. Em ơi, từ đó tới giờ chị chưa bao giờ chị dùng iPad luôn đấy. iPad này thì kiểu iPad dành cho mấy đứa đi học luôn. Cho em xem cái bàn phím của chị đi. Em ơi, cái iPad, em năm nay lớp mấy? 12 tuổi. 12 tuổi, ôi dồi ôi. Trong khi chị còn đéo có cái điện thoại để chị dùng cơ. Mà chị dùng máy tính có 1-2 triệu, lấy đâu ra cái bàn phím, em chỉ có chuột thôi. Bàn phím này mua bao nhiêu đâu? Có 650. Bàn phím cơ đúng không? Ừ. Con chuột này 250. Đầy lỗ. 650 là bằng nửa tháng chị làm đấy. Ô, nhưng mà có chơi game gì không mà cần build PC? Có chứ. Thằng này có Chơi chơi cái game. gì, chơi cái gì? CSGO này, Valorant này, xong rồi Minecraft này, rồi PUBG PC, PUBG Mobile này. Thế em có chơi Free Fire không? Không, Tại sao em lại không chơi Free Fire? bởi vì game đó là game ở chùa, em là fan của MC, MC chửi game đó là game ở chùa, em thế em ghét game đó lắm. Bởi vì có một lần em vô em chơi thử, em kiểu mà có cái nhập code đấy, em ghi thử vào một tên, chúng nó chửi quá trời luôn, nhưng mà cho mấy đứa trẻ trâu, thế là em xóa ngay luôn, không nói gì nữa hết. Hảo hán, chị thích những người như vậy. Được. Giờ bây giờ em chơi CS:GO bao nhiêu giờ Em chơi CSGO á, rồi? bây giờ là em đang kiểu công bằng máy tính. Cái laptop của em ấy là kiểu laptop gaming nên nó mạnh, có thể chơi được CSGO. Nó vẫn có thể chơi được CSGO. Nó vẫn có thể chơi CSGO nhưng mà em lại phải chỉnh cái đồ họa về cái thấp nhất thì chơi nó mới mượt, nó mới lên 90 fps, 100 fps. Nhưng mà em 12 tuổi mà em chơi mấy cái game PUBG PC hay là CSGO này là cũng nhân tài của đất nước rồi đấy. Nhưng mà nói chung là em chơi được bao nhiêu giờ rồi? Em chơi CSGO hay là sao cơ? Anh có nghĩa em chơi mấy tiếng rồi á?
đúng rồi, em chơi CS:GO bao nhiêu tiếng rồi, ý là nó có sẽ có cái giờ, ví dụ như em, ví dụ chị chơi được 200 giờ của CS:GO trong Steam á. Chị cũng chơi CS:GO luôn. Ừ chị, nhưng mà chị chơi, nhưng mà chị chơi ít, chị gái chị chơi, nhưng mà em biết Navi không? Em biết team Navi không? Hả? Không. Em chơi không nạp bao giờ. Kìa, chị là thành viên của Navi đấy mà em không biết cơ à. Gì cơ? Chị là thành viên của Navi mà em không biết cơ à. Cái gì cơ? Chị, thế chị có làm YouTube đúng không? Không, chị đâu có làm đâu, chỉ là chơi game thôi. Để em lên YouTube xem thử coi. Cái team của chị nó không có thành tích gì đâu, nó chỉ là vô địch thế giới mấy lần thôi mà. Trời ơi, 12, nhưng mà đang định hỏi cấu hình để mà mua PC hay gì. Đấy, chị thấy cái đó không? Chị ghi cái tên của tem chị lên đây để em lên YouTube em sở thử coi có. Bây giờ em biết từ từ để coi. Mà thôi cứ nói chuyện với nhau tí đi, xong tí chị đưa cho, vội cái gì mà vội. Đúng không? Tí chị đưa cho. Nhưng mà em xem đó. Em cái gì cơ? À quên mất, em không có râu. Nhưng mà muốn build PC à? PC CS:GO 8 triệu thôi ấy, là chơi được cái CS:GO rồi. 8 triệu cho em không định chơi LL hả? Chị không thấy em hỏi LL đâu hết. Tầm mấy cái CS:GO thì build PC tầm 8 triệu thôi là chơi được rồi. Nhưng mà lần này là em chơi kiểu nhiều game. Em cầm một cái PC có cấu hình mạnh GTX 1060 với cả thêm cái cốt i3 thế hệ bao nhiêu cũng được. Nói sao mà nó đủ, nó kiểu giải quyết các kiểu thứ là được rồi. Chị hỏi nè, em chỉ có nghe em biết chơi PUBG PC đúng không? Thì em có biết tuyển thủ nào bên PUBG PC không? Em chơi PUBG PC nhưng mà là em kiểu chơi PUBG PC nhưng mà em không kiểu không có dành nhiều thời gian cho PUBG PC. Mà em toàn em chơi PUBG Mobile là đa số nhiều. Đấy, em cho chị xem PUBG Mobile của em. À, từ đâu xem nào. Bây giờ đi, chị nghĩ là em nên quan tâm cái tựa game PUBG PC nhiều hơn á, tại vì chị thấy nhá, ở trong những cái tuyển thủ nữ chuyên nghiệp PUBG PC nhá, có những cái chị chơi game rất là hay, rất là xinh đẹp, rất là dễ thương luôn. Chị nghĩ là em nên tìm hiểu đi. Em chơi PUBG Mobile thì nhiều, ở bên mobile cũng có nhiều người bắn ảo. Chị thì chị mới chơi PUBG PC được có mấy hôm mà. Nhưng mà nếu mà em thích PUBG PC thì chắc là để chị chỉ cho em. Ở bên PUBG PC có một cái chị tuyển thủ chuyên nghiệp đó. Chị ấy kiểu chơi vừa hay này, mà đạt rank cao thủ đầu tiên của tuyển thủ nữ này, mà lại còn la cái thứ nữa. Nhưng mà chắc chắn em không làm quen được rồi. Bởi vì nếu như mà làm quen với cả một người nổi tiếng ấy. Không phải người nổi tiếng đó, chỉ là tuyển thủ thôi. Ừ, nhưng mà làm quen với lại tuyển thủ thì nó cũng rất khó, bên mobile cũng thế. Chị có chơi Liên Quân không? Có, chị có chơi Liên Quân đây nè. Cho em xem, nhưng mà chị chơi không có được giỏi thôi. Chị có tải mà, đây nè. Thế mà hồi nãy chị kêu là chị không có một cái điện thoại để chị xài. Thì em ơi, nhưng mà thì dù nào thì nó cũng phải là điện thoại cũ đúng không? Thì mình xài, mình cố mình xài cho nó vơi, cho nó hư hẳn đi mình mới mua mới. Thế bây giờ em có iPad hay em có điện thoại không? Em nha, em đang... Ừ đúng rồi, chị nói tới cái điện thoại em mới nhớ. Em đang chỉ mong là qua tuần này thôi. Qua tuần này ấy là em sẽ thi xong cuối năm rồi. Mà bố của em đã hứa với em ấy là nếu như mà em thi xong cuối năm rồi, bố em sẽ tặng cho em một ca phòng. Có một cái gì cơ? Thi xong cuối năm nay ấy, bố em sẽ tặng cho em một cái iPhone, một cái con iPhone 11. Ôi, sướng thế. Thế năm nay là bao nhiêu, em học lớp bao nhiêu nhỉ? Em học lớp mấy á? Em học lớp 6. Em có cần chị gái nuôi không? Cảnh là sao? Chị gái nuôi. Muốn lắm, bởi vì con trai tại bị bắt nạt thôi. À, thế là bây giờ muốn có
chị gánh nuôi đó mà che chở đúng không? Chị gánh nuôi đánh ít ra nó còn đỡ đau rồi. Ăn hai thì tâm quả trứng đập lên đầu em này. À, nè chị, nè chị gánh nuôi em được nè. Facebook. Facebook nữa hả? Lại Facebook. Thế bây giờ mình nói chuyện một tí đi. Vừa thấy ba em đi gì? Đó không phải ba em. À, hết hồn chị. Chị biết sao không? Em đang ngồi ngoài lan mà chị. Em đang ngồi ngoài lan. Đấy, bởi vì ngày nào cũng ngồi ngoài lan. Xong rồi bà ngoại em thấy thế, bà ngoại em xây thêm phòng. À mà sướng thế nhờ. Chị, nói chung là chị ở nhà, chị có ở một phòng nhỏ thôi à. Xong rồi ăn đồ ngoài thôi chứ chị không có cùng với gia đình. Cái gì đấy? À, nhưng mà nó bị gọi. Nếu mà em muốn chị gánh nuôi đó thì em bảo bố em đi. Chị nè, chị nè. Cái link Facebook không? Đây đây đây. Em cho chị cái link Facebook này. Đó không, đừng có gửi lên đây. Từ tí hả, gửi tí hả, gửi chị. Đừng có gửi liền. Là chị quên. Nóng quá đi. Ủa sao nét mẹ nó rồi? Chấm chấm mà nó nét rồi. Gửi lên là bị ban hay sao á? Tao bảo nó rồi là được. Tao bảo rồi là cứ gửi lên liền bây giờ. Mẹ nó gửi. Không phải lỗi cho tôi nha. Không biết. Nhưng mà nhóc nó sướng ha. 12 tuổi nó có tất cả mọi thứ luôn á. Sao nó hơn cả các ông nữa. Nó đâu nó còn có người yêu cả ông mà. Có nó thật sự. Người ta là fan 12 năm của bên Ấn Độ đó nha. Đừng có mà thấy Facebook xong rồi làm phiền người ta đi nha. Đừng có thấy Facebook nó xong rồi làm phiền nó đi nha. Ơ, em chào chị. Ơ, chị Hana. Không. Ơ, ủa. Hana nào? Chị Hana mà. Hana nào ơ, không phải. Làm người ơ, buồn thật đấy. Ơ, thật mà, ủa, đúng mà. Ủa, hai em lộn ta. Alo. Chị tên là Trần Thái Linh em ơi, không phải Hana em à. Ờ, em tưởng tên chị là Nguyễn Trung Kiên. Nguyễn Trung Kiên á. Rồi, chị lại có livestream không ạ? Không, không. Đang tối chị làm chị đâu live chuyện này đâu, chị live tầm 1 giờ chiều tới 7 giờ tối mà. Bữa em cũng coi nhưng mà em quên mất giờ live. 1 giờ chiều tới 7 giờ tối á, để vô follow. Thôi, không cần cảm ơn em. Cho em xin tấm hình được không? À được, nhưng mà nói mà mặt kia hơi ngu á. Chụp làm sao cho nó đẹp đẹp được không? Chị cười lên phát. Được, được, hai mình chụp 1, 2, 3. Dạ rồi, em cảm ơn. Cảm ơn, bye bye nha. Dạ, bye bye chị. À. Gì đấy? Hello. Hello. Ồ, tôi vừa nghe tiếng chụp hình nha. Tôi vừa nghe tiếng chụp hình nha. À, bye Có gì buồn cười à? Có, ấy là... Không có, ấy là... Ui, mic vàng quá. Bạn đâu nhỉ? Em ở Sài Gòn rồi. Mình ở Hải Phòng. Hello anh. Hello anh. Mặt anh căng thế. Ừ. Mà xin cảm ơn nhau. Rồi em bị rớt một bên, ta nghe chơi. Mình sao mà yêu quá cho sao mà rung dữ vậy? Ủa đủ sao mặt căng vậy? Tự nhiên ai đúng kiểu tự nhiên ổng em rung ổng nhìn mình, cái mình cũng nhìn ổng, cái tự nhiên tao kiểu tao cười mỉm, cái đó mà làm gì ghê. Sợ, ê đúng kiểu sợ á.
không có nghe không? Không có nghe không? Tao cũng đeo nghe được. Xin gái đâu à, từ đại tiên mình đi rửa tay cái được không? À, vâng. Chào chị, em nghĩ chị là streamer đúng không? Không, sao thế? Ngồi máy chơi game bình thường thôi mà. Yeah, kiểu như chị set up cam các thứ ấy. Không phải là online rồi ấy, là phải có cam, phải là set cam đó thôi. Còn game thì vẫn chơi game. Oh. Nhìn mặt để kêu chị á. Nói tôi bao nhiêu mà Em không biết nào, nhưng em nghĩ em trẻ nhất chỗ này. Em học bạc bao nhiêu? Em 2008. 8 á? Thật. Không. Thật. Tin. Thật, 2008 thật, không được. 2008 này nó lạ với cái 2000. Gặp với ra. 2009, 2008 cách nhau tận 1 năm mà chị. 8 được, điên. Thật, sự thật. Thế, bán chị bán. Em nghĩ chị 20, 22. Em 89. Ủa? 89? 9? 89? Trời ơi, 89 mà chị vẫn phải học. Ơ kìa, lúc nào cũng phải học cơ mà. Thường đời là phải học. Ừ. Đi làm ở công ty mình phải học cái này kia chứ đúng không? Mình phải đúng đi rồi, họp. Phải họp cái này cái kia đúng không? Đúng. Đúng. Đúng rồi. Làm việc là phải có máy tính đúng không? Đúng. Đúng. Ở giải trí là phải chơi game đúng không? Đúng. Đúng. Trời ơi. Mình làm việc mình sản xuất nhất mình phải chơi game là đúng rồi. Mà mình chơi cái này là mình bấm tiếp theo đúng không? Bye bye. Thôi, em đi đây. Bye bye. Bye bye. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thơ ngày bữa đi trên con đường. Người ta còn con nít trẻ con ngây thơ như thế này, mắng mày. Mẹ hiểu luôn á, người ta mặt mà người ta còn trẻ con mẹ mày ngây thơ như thế này. Chị là streamer à? Không. Đồ. Chị streamer, chúc đi vui vẻ nhá. Má nó quê. Hai cái đứa này. Ngồi à? Đợi tí. Thôi chịu à, không tìm được cái kính nữa. Để tự nhiên gặp xong lại đeo kính đấy. Thích đeo rồi. Ghê, oai nhờ. Kính mẹ này, hiểu không nhỉ? Quá đẹp trai. Ngầu quá. Ê, chị hỏi cái này em cái nhỉ ý nhưng mà đá không? Mẹ. Đúng kiểu hùng hùng giống tao